Và bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang một câu hỏi khác. Câu hỏi đến từ khán giả Hoàng Dương ở tại Văn Bàn, Lào Cai. Khán giả hỏi là hiện nay thì khán giả có nuôi một đàn lợn 30 con, nuôi thương phẩm được 2 tháng rồi. Và lợn thì có hiện tượng đó là ăn kém, thở dốc, không ho nhưng mà lại giật bụng, nóng sốt, ngoài ra bình thường. Hiện tượng này xảy ra khoảng một ngày nay và khán giả vẫn chưa dùng thuốc. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục trong trường hợp này ra sao? Xin mời sự tư vấn của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn ạ. Thưa anh Dương, cái dấu hiệu mà lợn ăn kém này, khó thở này, rồi là thở dốc, ấy, tức là nó cứ há mồm ra nó thở ấy. Thế rồi là có hiện tượng là nóng sốt, thì không rõ là anh đã tiêm phòng cái vaccine tụ trùng chưa. Nếu chưa tiêm phòng thì sau khi điều trị cho đàn lợn này là phải tiêm phòng ngay. Vì cái biểu hiện của hiện tượng khó thở cũng như nóng sốt thì bệnh tụ trùng nó cũng có cái triệu chứng như thế. Một cái bệnh thứ hai nữa tức là cũng gây nên hiện tượng tức là lợn khó thở, đó là vấn đề viêm phổi. Đấy, viêm phổi đây là do vi khuẩn Actinobacillus hoặc là vi khuẩn Haemophilus. Đấy, thì nó sẽ xảy ra trong những trường hợp tức là nuôi lợn trong điều kiện chuồng trại bị lạnh, bị ẩm, và Lào Cai của anh thì cũng không tránh khỏi được. Cho nên anh cần phải kiểm tra lại cái điều kiện chuồng. Nếu như nó không đáp ứng được hai tiêu chí là khô và ấm, thế rồi là ô và sạch sẽ, thì cần phải điều chỉnh lại ngay, tức là cố gắng làm sao là phải làm cho chuồng nuôi đạt ba tiêu chí, tức là thứ nhất là phải ấm, thứ hai là phải khô, và thứ ba đó tức là phải không có ô nhiễm. Cho nên là phân phải dọn hàng ngày, chỗ ở lợn của ở là phải khô, và nếu như về đêm là phải ấm. Thì nếu làm được cái chuyện như vậy thì bệnh viêm phổi nó sẽ khó có thể xảy ra nữa. Bởi vì vi khuẩn này nó có sẵn ở trong cơ thể của con lợn và có sẵn ở trong môi trường, nó sẽ gặp cơ hội nó phát bệnh khi cái điều kiện chuồng nuôi kém, dinh dưỡng kém và cơ thể kém, giảm sức đề kháng, là nó sẽ lập tức bị ngay. Đấy. Rất may là cái bệnh mà do cái viêm phổi thì nó lại không lây, nhưng mà bệnh tụy trùng là không cẩn thận lại sẽ lây. Bởi vậy cho nên tôi nói với anh tức là chăn nuôi lợn là anh phải tiêm phòng vaccine để phòng được các cái bệnh đỏ, ví dụ như tụy trùng, rồi là đóng dấu, rồi dịch tả, rồi tai xanh là phải tiêm phòng trước. Còn những cái bệnh như tôi nói đây thì nó thuộc về môi trường, thì mình sẽ can thiệp vào môi trường. Còn bây giờ thì anh sẽ phải điều trị theo cái bài thuốc của tôi thì nó sẽ khỏi thôi, không có vấn đề gì cả. Trước hết là về thuốc bổ. Đấy. Thì anh sẽ phải tiêm cho nó vitamin C, tiêm vitamin B1 và tiêm thêm caffeine. Nhớ nhé là phải tiêm thêm caffeine. C, B1, caffeine. Thế còn thuốc kháng sinh thì anh sẽ lựa chọn một trong những cái loại thuốc sau đây anh tiêm cho nó. Pneumotic hoặc là Vidante hoặc là Lancogen LA hoặc là Ceftiofur hoặc là cái thuốc thông dụng nhất hiện nay tức là cái penicillin cộng step. Thế là những cái thuốc mà kháng sinh tôi nêu lên anh sẽ lựa chọn đánh tiêm, và tiêm thì phải áp dụng theo một cái công thức tức là tiêm 4 ngày. Đấy. Nếu mà chưa ổn lắm thì có thể là tiêm thêm 3 ngày nữa. Đấy. Và tiêm đúng liều lượng, và mua thuốc là phải mua thuốc của các công ty có uy tín. Thì xin anh lưu ý và anh cố gắng làm khẩn trương. Vì nếu là bệnh viêm phổi thì mình chỉ tiêm cho những con nó bị bệnh thôi, còn những con không bị thì anh cách ly ra. Và nhớ là sau khi anh tiêm mà đàn lợn này nó ăn trở lại bình thường mà mình kiểm tra mà mình chưa làm vaccine để phòng được các cái bệnh đỏ như tôi nói thì phải tiêm phòng ngay. Đấy, còn hiện nay thì không tiêm phòng được vì lợn đang bị bệnh. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Ngọc Sơn với những tư vấn hết sức kỹ lưỡng vừa rồi.